Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy xuất viện và công bố khỏi bệnh cho 12 bệnh nhân mắc COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Đây là những bệnh nhân đầu tiên ở Bắc Ninh trong đợt dịch này khỏi bệnh COVID-19. Trong số 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, có 3 người trú tại thôn Kiều, xã Hiền Vân, huyện Tiên Du, 9 người trú tại huyện Thuận Thành. Sau khi xuất viện trở về địa phương, các bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định, theo dõi thân nhiệt 2 lần một ngày. Trước khi hết thời gian tự cách ly, các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại. Được biết, Bệnh viện Dã chiến số 1 được đặt tại huyện Tiên Du có quy mô 300 giường bệnh, đang điều trị cho 150 bệnh nhân. Ngoài 12 ca được công bố khỏi bệnh, vào sáng nay còn có 4 bệnh nhân khác cũng có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.